Mitsubishi A6M Zero là máy bay tiêm kích hạng nhẹ hoạt động trên tàu sân bay, được không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng từ năm 1940 đến năm 1945. Vào lúc được đưa ra hoạt động vào đầu Thế chiến lần thứ 2, Mitsubishi A6M là loại máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay tốt nhất thế giới. Kết hợp với tính cơ động xuất sắc và tầm bay rất xa trong các hoạt động ban đầu, nó được ngưỡng mộ gần như là một huyền thoại. Tuy nhiên, đến năm 1942, sự phối hợp chiến thuật không chiến mới cùng các thiết bị tốt hơn đã giúp cho các phi công đồng minh đọ sức với Zero một cách cân bằng hơn. Không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản cũng thường sử dụng chúng như kiểu máy bay tiêm kích đặt căn cứ trên đất liền. Đến năm 1943, những hạn chế về thiết kế vốn có với sự thiếu sót một loại động cơ mạnh hơn khiến cho Zero dần dần kém hiệu quả so với những máy bay tiêm kích của đối phương, vốn có hỏa lực mạnh hơn, vỏ giáp, tốc độ và đạt đến khả năng cơ động sắp xỉ Zero. Cho dù Mitsubishi A6M đã lạc hậu vào năm 1944, nhưng chúng vẫn không được thay thế hoàn toàn bởi những kiểu máy bay mới. Đến những năm cuối của cuộc chiến tranh tại Thái Bình Dương, Zero còn được sử dụng trong những nhiệm vụ tấn công cảm tử. Tiêm kích Zero của không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản với thiết kế mang tính đột phá và hiện đại đã từng một thời làm bá chủ bầu trời châu Á-Thái Bình Dương trong giai đoạn đầu của chiến tranh thế giới lần thứ 2. Đây là loại máy bay được Mitsubishi làm riêng cho lực lượng không quân của Hải quân Nhật Bản, với sải cánh ngắn, kích thước gọn nhẹ và đường băng cắt cánh tối thiểu để sử dụng trên các tàu sân bay. Được ra đời vào năm 1940, chiếc máy bay này là một trong những chiếc tiêm kích đầu tiên trên thế giới có khả năng gấp càng cắt vào trong bụng sau khi cất cánh. Với tầm bay lớn, khả năng quay đầu nhanh và động cơ cực khỏe so với các loại máy bay của đồng minh lúc bấy giờ đã tạo lợi thế không nhỏ khi nó tham chiến ở Thái Bình Dương. So với các loại máy bay tiêm kích phổ biến khác của không quân Mỹ và Anh vào đầu thời Thế chiến lần thứ 2, như Spitfire của Anh và B-40 của Mỹ, thì chiếc tiêm kích Zero A6M có trần bay cao hơn, tầm bay xa hơn và tốc độ cao hơn. Điều này cho phép nó tha hồ vùng vẫy trong những trận hỗn chiến trên không ở cự ly gần. Về mặt kỹ thuật, máy bay Zero A6M có buồng lái một người, dài 9m, sải cánh 12m, động cơ 950 mã lực, cung cấp tốc độ tối đa 660 km/h, trần bay 10 km và tầm bay lên tới 3,1 km. Nếu xét về thông số và tốc độ, trần bay và tầm bay, thì chiếc Zero được xếp vào hàng không có đối thủ trong suốt những năm đầu của chiến tranh thế giới lần thứ 2. Được trang bị 2 súng máy 7,7 ly với 500 viên đạn mỗi khẩu, 2 pháo 20 ly với 60 viên đạn, chiếc Zero này có đủ hỏa lực để hạ gục các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ chỉ với một loạt bắn và một lần tiếp cận duy nhất. Ngoài ra, do có trần bay lớn và động cơ vượt trội cùng tốc độ cực nhanh, khi bị máy bay đối phương theo đuổi, chiếc Zero này chỉ cần bay thẳng đứng lên trời, các máy bay Mỹ sẽ sớm bay hết tầm và phải quay trở xuống. Khi này, những chiếc Zero sẽ quay đầu tận dụng lợi thế và tốc độ để bám đuôi và đuổi ngược lại đối phương. Tuy nhiên, ông hoàng nào cũng chỉ có một thời gian nắm ngôi nhất định. Từ giai đoạn năm 1943 trở đi, khi lực lượng không quân Mỹ đưa vào sử dụng những chiếc máy bay chiến đấu đời mới như B-51 với tính năng áp đảo hoàn toàn, thì những chiếc A6M Zero đã thất bại thảm hại trên toàn mặt trận Thái Bình Dương. Do mẫu tiêm kích A6M Zero quá tốt và cũng do các hạn chế về mặt tài chính cho việc nghiên cứu, nên trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ 2, phía Nhật Bản không hề có bất cứ một dự án nào để thay thế cho chiếc Zero này. Chính điều đó đã khiến không quân Nhật Bản phải chịu thua một cách cay đắng khi đối đầu với họ là những chiếc máy bay hiện đại hơn về mọi mặt do Mỹ chế tạo. Ngoài ra, việc các phi công Nhật tham chiến theo kiểu cảm tử đã khiến về cuối chiến tranh hầu như lực lượng không quân của nước này không còn các phi công có kinh nghiệm chiến đấu. Việc giao cỗ máy chiến tranh lỗi thời vào tay các phi công trẻ để họ đối đầu với những chiến cơ hiện đại hơn của đối phương rõ ràng là một hành động tự sát. Dù vậy, sau chiến tranh và cho tới tận ngày nay, người ta vẫn còn nhắc tới chiếc tiêm kích Zero như một biểu tượng của ngành công nghệ quốc phòng Nhật Bản nói chung, cũng như của hãng Mitsubishi nói riêng. Chiếc Zero chưa từng thất bại, chỉ là do nó lỗi thời mà thôi.